Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các cơ sở đào tạo lái ô tô phải áp dụng cabin điện tử trong quy trình sát hạch lái xe. Dù đã được gia hạn thời gian, nhưng đến nay nhiều trung tâm đào tạo lái xe và cơ quan quản lý nhà nước vẫn muốn lùi thêm thời gian triển khai. Bởi trên thực tế, vẫn còn nhiều vướng mắc. Một số trung tâm đào tạo lái xe đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải ra thông tư quy định các trung tâm đào tạo phải đầu tư thiết bị cabin tập lái để học viên học từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Học viên có tối thiểu 4 giờ đồng hồ để thực hành các bài cơ bản như cách vận hành số xe, lên dốc, đường vuông góc, đường quanh co giống như bài xa hình thi sát hạch, làm quen với các bài về địa hình như đường đồi núi hay cao tốc. Tuy nhiên trong báo cáo về lộ trình trang bị cabin học lái xe gửi Bộ Giao thông Vận tải vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét điều chỉnh lộ trình trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô trên. Lý giải về đề xuất này, theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay chưa có đơn vị nào có đủ điều kiện để thực hiện thử nghiệm cabin học lái xe ô tô, chưa có sản phẩm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải, chưa có sản phẩm được công bố hợp quy để cung cấp cho các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, thì nhiều trung tâm sát hạch lái xe cũng cho rằng nên gia hạn thời gian triển khai thực hiện cabin tập lái ô tô và cần thêm thời gian để thử nghiệm thực tế, không nên áp dụng vội vàng. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, đào tạo lái xe là một lĩnh vực hết sức minh bạch và trên thực tế chỉ cần quản chặt đầu vào, đầu ra chứ không cần giám sát quá trình học. Nếu bắt buộc phải triển khai cũng phải có lộ trình thí điểm, đánh giá hiệu quả và sự cần thiết, chứ nếu làm ngay sẽ gây khó cho các trung tâm.